Chào các bạn nhá. Tiếp tục sửa lốt xem có sửa được cái nào nữa không. Nhưng mà cái này mình nhìn như này thôi không sẽ chạy ổn định được. Còn con này nữa thì cũng thợ cũng cầu biến áp ghê gớm không này. Mạch nguồn con này ngày xưa nó chạy 13003 đấy các bạn ạ. Rồi đây là con LM39, dưới có con LM358 nữa cơ. Mạch băng này như nhặt sắt vụn hay sao ấy, nhìn bo mạch quá chán luôn. Như cái con này bếp đang đun nhưng yếu lắm. Bếp nấu chủ yếu nhá. Cái kiểu bo mạch này ngày xưa thôi. Đó này là video này mình sẽ quay quá trình mình sửa con bếp này. Con bếp này thì mình nhìn quả bo thì ok hơn là một. Và cái nữa là con bếp này mình lại nhớ lại đời đầu tiên ngày xưa mình tiếp cận bếp từ đó là hình như mình sửa cái bo kiểu như này. Bếp mang thương hiệu, không có thương hiệu. Quê mình họ đi lên Lạng Sơn họ mua. Dùng đến mà nó dùng bền đến nỗi mà về sau nhựa của nó lão hóa, nó mọt hết nhựa. Tức là nhựa nó giòn ấy, sau đó mới bỏ các bạn ạ. Nên mình sẽ thử sửa cái video cái bếp này nhá. Có điện vào, không có điện 300, không có 18, không có 5. Đã thử sửa nhưng không được anh sửa giúp. Đó. Chiếc bếp cái bo kiểu này mình nhớ ngày xưa ấy, bác cũng đổ dầu rồi đấy. Mình nhớ ngày xưa nó là bếp ngày xưa lâu rồi, mình đoán là bác này hình như đi nhặt sắt vụn hay thế nào ấy. Toàn những cái bo mạch lâu lâu rồi cổ đây, chứ bếp đời mới bây giờ nó không cái kiểu như này, nó không còn như này nữa các bạn ạ. IGBT bác cũng đã thay đấy các bạn ạ, mình chả biết là bác thay con gì nhưng bây giờ mình cứ thử xem thế nào nhá. Giờ mình lấy dây cắm điện thử cái bếp này. Bo mạch nó ghi 27 2010, như vậy cũng mới được có 13 năm thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái kiểu bo này mình nhớ là lâu rồi, cái kiểu thiết kế như này này. Nguồn chạy Viper dạng 1 nhá, sơ cấp thứ cấp riêng. Tụ bù này, tụ lòng còn 300V này, còn L chặn bằng đồng này, tụ cộng hưởng chỉ là 0,27 thôi nhá. Tụ đời ngày xưa và chúng ta thấy ngày xưa họ sơn phủ ẩm đến thời điểm hiện nay cũng không bị xỉn gì hết cái nên gì cả. Đây con chỗ này giá dám này thì chúng ta sẽ biết đấy, đồ ngày xưa ấy, đến cái main cái fit của nó còn tốt hơn đồ bây giờ nhiều. Bây giờ là kiểu như các hãng là không muốn làm xịn chuẩn nữa ấy, các bạn ạ. Công nghệ bây giờ nó phải làm được xịn hơn ngày xưa rồi, tại sao ngày xưa nó vẫn bền hơn bây giờ, chán lắm các bạn. Thì mình sẽ dò qua cho mọi người, bắt đầu mình sẽ để mình đo đâu cho mọi người biết đã. Thì đã vào đây nhá, cái cọc này và các cọc này là 220 vào thì một dây đi qua cầu chì đấy, chính là cái dây này này, nó phi phát sang bên này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai con diode này nhá, là một dây AC một dây AC này, nó sẽ chỉnh điêu này, gộp tại đây rồi thì nó đi qua con điện trở bé bé này, bác ấy thay đấy, đi qua AC test, sau đó đi qua con diode này này, đi qua con diode này. Thế con này nó không có điện trở cầu chì, vãi chưa. Đời cổ ngày xưa thiết kế không có điện trở cầu chì nhưng bây giờ là có con 220 đấy các bạn ạ. Không hề có nhá mọi người nhá, nên lỗ nguồn chết IC thì chắc lỗ tung IC luôn. Chúng ta có thể chèn thêm con cắt ở đây đi này, chèn con 220 ở đây được nhá. Nhưng thôi mình cứ kệ, cứ sửa như người ta thôi. Đi sang đây này được lọc vào con tụ này. Tụ ngày xưa toàn 220 thôi. 10mm 450V cao kinh. Như 0,4,7 như bây giờ nhá, nó vào một đầu quận làm việc này. Đi sang đầu bên này tới chân D của con móc phép công suất trong IC Viper ấy. Thì đổ về mát này, đây là mát đấy các bạn nhá. Thì quận này sinh ra từ trường. Các quận này có điện áp cảm ứng thì đây là mát toàn mạch rồi. Thì đây chỉnh niu này. Lọc trên con tụ này này. Nó ghi như 18V. Đây sinh ra đường, tóm lại là mình đo đây sẽ được 18V nhá. Tiếp theo một quận nữa. Mình ngạt mũi quá. Một quận nữa mà chưa nhìn thấy. Ôi con này chỉ có một quận thôi các bạn ạ, chỉ có đúng là quận từ đây đến đây thôi. Đến đây thôi. Đây không có. Chỉnh lưu ra 18V này các bạn nhá. Sau đó cái nguồn 18V này đi qua con điện trở này hạn này tới chân in của 7805. Đây là 7805 nhá. Để xem con điện trở hạn là con gì. Con điện trở hạn là con 100Ω nhá. Như vậy là cái mạch này nó chỉ tạo ra một mức nguồn là 18V thôi. Tới đã biết rồi nhá. Bây giờ mình cắm điện mình đo thì chúng ta sẽ biết là mình đo được những cái vị trí gì là để ra điện áp nhá. Chứ mình cứ ngồi mà mình cứ chọc mình đo, các bạn chả biết là mình đang đo ở chỗ nào. Chưa cần cắm cái bo này vội. Cắm qua bóng đèn thôi nhá mọi người nhá. Đây là cho mọi người bao quát rộng toàn bộ khi mình
mình cho đi áp à, cho lấy xuống này, ghim điện này. Ôi dồi ôi, sáng bóng như này thì làm gì có điện áp. Ôi, cũng kêu tít. Như vậy là chết một cái gì đó thì nó mới sáng như thế nhá. Và cụ thể là đoán là chết cầu diốt rồi. Hay là chết viper, chắc không chết viper được, nhưng mình đang nghi ngờ chết cầu diốt hơn. Bởi vì nếu mà chết IGBT thì phải lắp mâm từ thì nó mới ấy cơ, nhưng mà cứ test thử xem nào. Đấy. Đấy, không chết IGBT. Nhưng cầu diốt này, cầu diốt là hai cái dương vào nhá, thì đây là hai cái xoay chiều vào dương ra âm về này. Từ đây sang đây này. Từ đây sang đây này, ngược lại phải không được phép thông. Không sao, chiều về nhá, từ đây về này, một cái về, hai cái về, ngược lại. Ồ, cầu diốt không chết. Như vậy tại sao nó sáng như thế? Tiếp tục kiểm tra bên này. Nhá. À, hai con này mà chập một con thì nó bị nhá. Mình đã kiểm tra cầu diốt đi có con diốt để mình xem nó lỗi gì mà. Thông này. Thông này, ngược lại mình không được phép thông đâu nhá. Một con đã thông. Đấy, thông một con. Đây, thông con nào? Thông cái con này này. Thông cái con mình sắp tháo ra ấy. Đấy, đo đạc sẽ biết được nó chết nhá mọi người nhá. Ôi dồi ôi. Cái hút thiếc này này đến ngày vệ sinh rồi. Hôm qua làm quá nhiều. Đấy, sửa chữa ấy. Chúng ta nhìn bằng mắt chúng ta không biết được nó chết đâu. Mà chúng ta phải đo thì chúng ta mới biết được nó chết. Đây nhá, con diốt này nhá, diốt ngày xưa chân nó rất là to. To thấy con này chập nhá. Đấy. Này may mà cắm qua bóng đèn nhá, không cắm không qua bóng đèn là nó bụp. Để kiếm diốt. Đây diốt đây. Diốt bây giờ chân bé tẹo. Không chân to như đời ngày xưa. Đấy nhá, lại đo cho chúng ta tham khảo là diode này nó không chết nhá. 1N4007 thôi đấy, chiều này không thông này. Từ A sang K này. A này, K này, cái vạch vạch này là chúng ta sẽ biết là đấy là cátốt nhá. Anode cátốt. Một lớp bắn một chất bắn dẫn, một mối nối PN chất bắn dẫn. Ngày xưa thời họ làm ở công ty ITV. Mình nắp rích hàn cho anh Honda, rích hàn này khung xe máy. Công ty mình làm cho mà. Thế là cứ mình nắp phần cơ khí thôi. Sau đó là liên quan nắp lên hệ thống điều khiển khí nén ấy, lại phải thuê người trong thành phố Hồ Chí Minh đi ra để lắp. Là công ty Fiato hay công gì thì chuyên nổi tiếng, mình không nhớ tên nữa, nổi tiếng về nén khí ấy. Bởi vì làm cho Nhật nên nó xịn lắm, đồ nó xịn lắm. Thế là có những cái van một chiều là chỉ chạy từ đây sang đây thôi, không chạy ngược lại được ấy. Và những con là đưa lệnh điều khiển nhỏ vào để mở van to ấy, thì mình cứ hiểu con mở con to thế thì đó chính là con trang to khuếch đại, tức là điều khiển đường điều khiển ấn lệnh thì là nhỏ, sau đó là nó sẽ mở được con này xem ngắn như chân như này, nó mở đường khí to để cấp cho các con xin lanh để ép ấy, để nén ấy. Nên là mình cứ còn cái con van một chiều ấy, bởi vì nó sẽ có cái chế độ chuyển van một chiều đi đường này nhưng không ngược lại mà, thì mình cứ hiểu cái van một chiều đấy không khác gì con diốt. Thế là sau đó là đến con đầu tiên thì mình cứ soi nhìn hai cái anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh thuê công ty thuê ra lắp. Đến con thứ ba mình bảo luôn ông quản lý mình bảo là cái này em lắp được, anh cứ nhập đồ đi về thôi. Thế là cuối cùng đến đời sau là mình nhận lắp đến 56 bộ. Tự mình lắp khí, giảm cho công ty bóp tiền. Chính vì thế mà được công ty mới được công nhận là danh hiệu giỏi các khu công nghiệp về chế xuất Hà Nội đấy các bạn ạ. Con này có 22K này hơi bình thường, hơi độc lạ nhá mọi người nhá. Này bác lại thay sai đấy các bạn ạ, khổ lắm, bác này bác cứ tháo ra bác thay. Con này con trên đường Acedes thôi các bạn ạ, để mình luận làm sao mà con này là 22K được. Thôi cứ bỏ nó đi để cho nó nguồn nó lên đã rồi tính tiếp nhá. Con đấy là liên quan đến Acedes thì nó vẫn cứ lên nguồn được bình thường mà. Thế là mình đi làm cho bọn tư bản lấy lương của nó với giá hồi đấy là lương cao đẳng trung cấp, được trả lương với giá là 1.370.000, 1.2, sau đó có nhiều một phụ cấp nữa thành 1.3, nhiều mình 1.370.000. Còn đại học hồi đấy là có 1.4 rồi, à 1.6 thôi các bạn ạ. Lớp là trường công ty xã ngày xưa ấy. Bắt đầu kim điện nhá.
xem nó còn sáng không nhá. Đấy, tít đẹp thế, còn sáng ở đâu? Bây giờ lấy mát ở đâu? Lấy mát tại đây đi nhá. Thì đây là 300V này. Đó. Đây là chỉnh nêu ra nguồn như mình bảo rồi, là nguồn 18V ở đây này. Đó. Đi qua con 100Ω thì đến vào chân in của 7805 này. Đó, hạ ra 5V này. Như vậy là ô cực kê nguồn rồi nhá. Đó, mỗi chết mỗi con diode đấy thôi mà bác chả tìm ra được. Chán chưa, mới này, động lại chạm cả IGBT cái này. Nhưng mà bác ấy ghi là không có 300V, không có 18, không có 5V. Thì có lẽ là do bác cắm qua bóng đèn, thấy bóng đèn sáng thì bác cứ tưởng bọn này chập. Đấy, nhiều trường hợp là không tìm nó ra chập như nào nhá. Thì mình lại phân tích cho mọi người tại sao chập như thế mà bóng nó nháy nháy nhá. Cái camera thì không cho mọi người xem nó nháy nháy được, nhưng mà mình thì mình nhìn được là nó như này này. Và lúc các bạn để ý, lúc mình cắm ấy mà mình rút ra nó vẫn kêu tít được ấy, bởi vì là mạch nguồn nó vẫn chạy được, nó vẫn ra được cho mờ su nên vẫn kêu tít được, bởi vì như này này. Lửa chu kỳ đây là dương nhá, thì xung dương đi qua đây, con này chập này, đi thẳng về đây, về mát âm, về xoay chiều nó luôn. Như vậy là lửa chu kỳ đấy làm cái bóng này sẽ sáng được luôn nhá, bởi vì bị đoạn mạch. Nhưng đến nửa chu kỳ mà đây là dương thì dương này đi sang đây dương, bởi vì nó thông sang đây luôn mà, nhưng mà nó không đi về đây được bởi con điếu này không cháy. Nếu mà con điếu này mà chập nữa thì nó mới sáng bóng cả chu kỳ, như đây nó chỉ sáng nửa chu kỳ thôi. Nửa chu kỳ đây đi dương ấy, thì dương đi vào đây, đi sang con điếu này, đi qua tải, đi từ đây về mát này và đi tới cầu âm này và đi qua con điếu mọi từ đây sang đây để đi về dây AC này. Do đó mà nó vẫn có chỉ lưu được một nửa chu kỳ, do đó bóng do đó mà nó vẫn kêu tít được các bạn nhé. Đó là cái phân tích của mình khi chúng ta sẽ hiểu dòng kín mạch. Đó này là con này chết thì bị chập một nửa chu kỳ, còn một nửa chu kỳ không chập. Nhưng chỉ cần một nửa chu kỳ thôi, chúng ta cắm trực tiếp là lỗ tung tành luôn đấy các bạn ạ. Đó nhá. Mình đang luận cái con điện trở này này, nó không thể nào là chỉ là 22K được các bạn nhá. Mà mình có thể là bác cái đọc nhầm nên mình đang thay thử còn con 220K nhưng mà chắc vẫn bị sai. Đây là cách luận dần nhá. Đây này, tại sao mình bảo vấn đề sai. Chỉ nêu cả chu kỳ đây nhá, là khoảng tầm 200V ấy, đi qua con điện trở đang bị không biết chỉ số, xong đi qua con điện trở này nữa. Đi qua con điện trở này nữa thì đi theo cái đường này, phân áp về mát này, tủ lọc đây. Chân này chân ACDS nhá, nhận diện độ lớn nhỏ của đèn áp nhá. Nhớ nó đang hơi cao quá, khi mình thay con 220K chắc chắn nó sẽ phải cao hơn. Nó đi về đến cái tủ lọc này này. Đây này. Có tầm 3.2 rồi. 3.2 này như vậy là ở 220 3.2 là hơi cao, nó chỉ rơi vào tầm như mình thấy nó chỉ vẫn rơi vào tầm khoảng dưới 3V thôi. Nên do đó mình sẽ phải tăng lên nữa các bạn ạ. Đây là cách luận biết của mình nhá. Cụ thể là mình sẽ thay lên con 270K xem thế nào. Rồi mình thấy ở dưới nó dùng con 280 này. À 270 này. 270 270 thì như vậy à, khả năng là 270 thật. Bởi hai con dưới là 270 rồi. Các bạn ạ, còn một cái đường khác nó lấy cái sung thì lại lấy cái ra một cái đường riêng. Các bạn ạ, chẳng có DZ nữa. Nó là con 270 đi. Tìm mãi mới được con 270. Chắc là 270 luôn, bởi vì ba con kia đều là 270 rồi mà. Đấy, đôi khi sửa chữa đấy. Các bạn cứ thầy loạn lên là phải loạn đố chiều. 270 mà thay 270K mà thay 22K thì đúng là cắm vào nó sẽ báo điện áp cao các bạn nhá. Nó lại không có sung. một thôi kệ thôi, chắc là giảm xuống như này đấy các bạn ạ. Mọi người nhá, đây từ 200V này. 200V này nhưng vẫn có sung đỉnh là 300 đấy nhá. Đi qua con này hạn một chút này. Đi qua con này hạn chút nữa này. Đi qua con này hạn nhiều hơn này. Đấy, có phải có điện trở phân áp về mát nhá. Chứ nếu không có điện trở phân áp về mát thì đo vẫn được là tận 200 mấy ở đây, gần 200V ở đây. Ok, đây bây giờ kiểm tra lốt IGBT cầu đốt xem người ta thay như nào nữa, không thì này nắp vào phát xung lỗ bụp luôn. Mình đã thay con IGBT khác này. Và con này cũng có xăn đấy nhá, dòng chảy từ C sang E này. Ôi, hàn đang ngấu nó lên nữa đi.
từ C sang E đi qua R săn nhá, để về cầu âm nhá. Thì cái điện áp rơi này các bạn này, nó lấy cũng lấy ở đường cầu âm luôn này, nó về có cổng in trừ đấy, đi qua con điện trở này nhá, đi về cái chân này là cổng in trừ của một con cổng của con LM339 này. Thì con này nó xử lý tín hiệu R săn ra, nó khuếch đại hoặc nó làm gì, nó so sánh với cổng in cộng ấy, sau đó là cái cổng out ra nó mới tới MSU nhá. Ngày nay thì chip MSU của Biết Từ nó sản xuất riêng cho Biết Từ ấy, là nó đã có một cái cổng khuếch đại để xử lý R săn sẵn rồi, nên cái tín hiệu đưa về đây là nó đưa thẳng vào MSU luôn các bạn ạ. Nên chúng ta sẽ thấy là nó có R săn, bởi vì con này sản xuất 2010 chứ không phải lâu mà, chứ nó không có xịt cảm biến dòng nữa. À, nó có cuộn CT nữa, ngày xưa nó bo dạng này nó có cuộn CT cơ mọi người ạ. Đó, đã thay rồi, bây giờ bắt đầu lắp mâm từ để tắt thử xem thế nào các bạn xem nhá. Mình chưa lắp mâm từ rồi, nhưng mà đang test thử xem nó lên để còn để thay phím bấm, bởi vì nghĩ là phím bấm nó lỗi mà mình ghim điện này thì nó kêu tít và nó ăn qua 2W nhá mọi người nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn này, lại chập cả trên này nữa, chán chưa. Ôi giời ơi là rồi, toàn cái đồ sắt vụn này, gọi là sắt vụn đi, ghim điện này. Chúng ta nhìn cái công suất nhá, không kêu gì và ăn lên tận 11W luôn, 10W luôn nhá. Chờ tí là 7-8 hôm nóng bỏng các bạn ạ. Đó này là chập đủ nguồn 5V trên này rồi. Thì trên này nó có những cái con gì, trên này nó có đúng con 74HC164 này thôi, là quét các led 7 đoạn này thôi. Nó phải kết hợp với mấy con chan nữa để tạo chân alot hay cathode gì đấy cho led 7 đoạn này này. Còn đâu bản thân ấy là ma trận phím là con IC này nó quản lý luôn, nên cáp này rất nhiều. Và bây giờ này phải kiểm tra xem nó bị chập ở đâu nhá. Mình thấy người ta đang sờ đến rồi này, chập nguồn 5V này, bởi vì nó lên đây chỉ 5V mà. À, nó có lên cả 18V nhỉ, nó có cái chân 18V lên đây này, chân này này, nên nó lên 18V lên đây làm gì. Cắm như này thì đúng rồi, có sai nữa đâu. Thôi để mình dò xem thế nào nhá. Đo thì nó chập của cái đường 18V mà 18V này cấp cho con này, thay luôn các bạn ạ. Và sẽ test cho chúng ta tham khảo luôn. Mình có con máy test IC là chuyên test được những cái dòng IC logic này, 74HC164 nhá các bạn nhá, tên của nó. Có thể là trong quá trình nó chết nguồn kia, nó sốc nhưng nó chết nó. Đây này, cho mình đọc cho mọi người xem này. Đó, 74HC164 nhá. Có thể nó sẽ không như này mà nó sẽ có chữ 164 thôi. Đôi khi nhiều bên Trung Quốc họ sản xuất họ chả ghi rõ như này đâu các bạn nhá. Thì đây này, mình đang có sẵn một con rồi. Đấy, 74HC. Zoom dần cho mọi người nhìn nhá. Đấy, mình đã check ra là con ở chế độ auto là con IC này của mình là con IC ok 74HC164 nhá. Rồi con này mà check phát ra mà nó không ra được cái gì thì chắc là nó chết. Nào, xem mày có ra được không nào. Đấy, ở đó vẫn ra được. Dạ. Cái gì vậy? Đây là cái đoạn mình đang tổng hợp trên PC của mình nhá. Sau khi mình có khách, mình sửa đồ cho khách vân vân ấy, sau đó là mình quay trở lại mình làm nó thì nó không chạy được nữa. Cụ thể là nó đã chết xử mất con IC vi xử lý rồi. Và nguyên nhân chết là mình sẽ phân tích cho chúng ta tại sao nó chết con vi xử lý nhá. Và cái bo mạch thì khi mình đang làm vừa làm xong một kết luận chết vi xử lý ấy, thì cái bác khách bác cũng đến lấy một đống đồ của bác luôn, thì mình cũng lắp trả lại và mình giả luôn các bạn ạ. Thì nguyên nhân nó chết là như này này. Đó chính là con IC mình vừa tháo ra nha. Nguyên nhân tại con IC mình tháo ra, và cái nguyên nhân này là nguyên nhân do nhà sản xuất họ đặt sai vị trí. Chúng ta vừa để ý, mình vừa lại cho lại cho mọi người này. Mình vừa tháo nó ra nhé. Cái đoạn mình tháo ra đâu ấy nhỉ. Tóm lại là nhà sản xuất in nhầm chiều, và cái người thợ trước họ đã tháo ra và họ lại lắp lại. Đây này, chúng ta sẽ nhìn ở vị trí này nhá. Là hiện tại là cái chân số 1 là bị vị trí con chuột. Chân số 1 này, chân số 7 này, chân số 8 này, và chân số này là chân số 14 nhá mọi người nhá. Nhưng đáng lẽ nhà sản xuất đang in trên cái phím này y như thế. Nhưng thực tế là nhà sản xuất họ đã lắp ngược trở lại, là cây chân số 1 này nó nằm ở đây nhá. 1 ở đây, 7 ở đây, 8 ở đây.
và 14 ở đây nhá mọi người nhá. Nhưng do cái anh thợ trước anh tháo ra và anh không để ý cái chiều lắp, nên do đó anh đã lắp theo đúng theo như hãng in trên mạch in trên mền, do đó nó bị sai và xảy ra hiện tượng chết vi xử lý ở phía dưới. Thì tại sao lại chết được thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về tại sao nó chết nhá. Và tóm lại ấy, là mình đã bị bác ấy đã lấy hết đồ đi rồi nên mình đang tổng hợp trên PC thôi. Hiện tại mình đang tổng hợp trên PC nhá. Rồi chúng ta sẽ xem mình tháo ra này. Đó mọi người thấy nhá, mình tháo ra và vị trí là đang nắp cái anh thợ trước ấy, là anh tháo ra. Và lại đính chính cho mọi người là những cái bo này ấy, là toàn của người ở Hà Nội gom lại, bác ấy gom lại và bác ấy đem lên đây và toàn thợ Hà Nội sửa sau đó trả về thôi các bạn ạ. Nên mình bảo toàn đồ bếp sắt vụn nhưng hóa ra không phải là toàn đem đi thợ không sửa được, sau đó mà bác ấy gom, bác lên bác ấy sửa hộ cho mọi người ở hàng xóm của bác ấy các bạn ạ. Nên chứ không phải là bác sửa đó. Hôm nay ngồi nói chuyện với bác mới biết như thế, ngồi nói chuyện là gần tiếng đồng hồ ấy. Thì chúng ta sẽ nhìn nhá, chân số 1 anh thợ trước anh tháo ra và anh nắp y như trên bên nhưng nó mới giả sai. Vâng, tiếp tục nhá, mình vừa mới có khách. Thì đây này, để cho mọi người xem tại sao nó sai nhá. Tóm lại là anh nắp ngược, anh nắp bị ngược và dẫn tới là âm dương ngược nhau, dẫn tới nó mới sốc chết vi xử lý dưới. Và tại sao nó sốc thì đây, mình đính chính là mình vừa test là con IC74HC164 nó không chết đâu nhá. Con IC trên thân nó ghi là 74HC164N của hãng Philips sản xuất nhá. Thì đây là cái bo mạch này, chúng ta sẽ để ý này, lúc mình do mọi người tham khảo ấy, là mà mình nhìn thấy là có cả nguồn 5V và 10-18 lên ấy. Thì nhà sản xuất họ lợi dụng họ lên ấy là như này này. Thì mình vừa lúc trước mình cho mọi người tham khảo ấy, cái xung dương này được chỉnh đi qua diode này nhá, được lọc vào con tụ này nhá, để mình cố gắng zoom lên này. Nó mờ nhá, mình đang chụp màn ảnh PC mình thôi. Thì đây là dương 18V ra này, nó sẽ đi như thế này. Nó sẽ lên chân đầu tiên, mình đính chính cho mọi người là cái chân đầu tiên là nó ghi là 18V nhá. Nó 18V nó hơi mờ nên không có nữa, chúng ta nhìn nhá. Tiếp theo cái chân thứ hai là chân 5V. Đây này. 18V ở đây đi qua con 100Ω tới chân in của 7805 này, chân giữa là mát này, chân này là chân out ra nhá. Chân out ra 5V ra này, nó đi vòng như này này. Đó. Thì nó sẽ lên là 5V, chúng ta sẽ xác nhận được ấy, là cái cáp đưa lên ấy. Thì đây là 18V và đây là 5V nhá. Thì chúng ta sẽ lấy 18 trừ đi 5 thì nó sẽ còn 12. Và cái nguồn 12V đấy là nguồn cấp cho con IC mít kỷ củ chuối các bạn ạ. Tóm lại ấy, là con IC 74HC164 mình thấy nó tầm chạy 5V thôi. Nhưng mà trên cái mạch này mình không hiểu tại sao nó đang được cấp 12V nhá mọi người nhá. Và tí nữa mà cho mọi người tham khảo dataset của nó nữa. Tóm lại là nó không cấp trực tiếp 18V mà nó cấp là 5V vào chân 18V vào chân VCC và 5V vào chân GND. Thì như vậy là nó sẽ sụt rơi, chúng ta đo như nó thì nó sẽ là rơi vào tầm là chỉ còn là 12V thôi. Thì nếu mà dòng chảy kín ấy là từ 18V này đi qua tải của cái con 74HC164 ấy đi về 5V, sau đó lại đi qua 7805 đi về mát, hoặc đi qua tải của nguồn 5V củ chuối kinh khủng luôn. Do đó mà nó nắp ngược trên kia nó mới chập mà làm dâng điện áp tại 5V lên, nên nó mới chết trừ cả con vi xử lý ở dưới đấy các bạn ạ. Thì đây nha, mình chứng minh cho chúng ta nhá. Chúng ta bây giờ chúng ta đang sẽ nhớ này, chân đầu tiên là 18V, chân thứ hai nó là 5V nhá. Bây giờ bắt đầu sang cái khác này. Thì đây, chân đầu tiên nó là đây này, chân đầu tiên là bên ngoài này, chân thứ hai đó là 5V nhá. Thì đây này, nó sẽ đi nhá, mình cố gắng zoom nhìn cho mọi người nhá. Bây giờ mình đang tổng hợp trên PC bởi vì không còn mê nữa, đã giả bác ấy đã đi về Hà Nội rồi. Dương 18V này đi ra cái dây ngoài cùng nhá, nó sẽ vòng này. Đây chúng ta, nó chính là cái dây mình đang vòng này đó, nó chính là cái dây ngoài nhá. Dây ngoài là 18V nhá. Tiếp theo dây thứ hai này, dây thứ hai là cái xếp tiếp theo luôn nhá. Dây tiếp theo thì nó chính là 5V đây. Thì bắt đầu tiếp tục nhá, nó lên trên rồi nhá. Thì nó lên trên này, chúng ta sẽ nhìn nhỉ. Đây này, mình cố gắng zoom cho mọi người nhá. Nó lên trên ấy, thì cái 18V nó là ở đây này. Còn 5V ở đây này. Thì 18V này cố gắng nhá, nó nhè nhưng mà các bạn thông cảm nhá. Mình đang lấy trên PC và ảnh chụp thôi. Thì đây là 18V nhá, nó sẽ cố gắng nó đi này. Để mình nhìn đi lại cho nào. Đây, đi như này nhá. Đó, nó lấy đến con chân con tụ này nhá. Mình đo trên âm dương trên con, đây là con tụ 104, là đây là dương chân V cấp tới chân VCC của con 74HC164. Còn đây là chân GND của nó, thì đây là con tụ 104 dập xung nhiễu thôi nhá. Nên do đó là lúc mình có đo thử trên con tụ này mình bảo chập đấy các bạn ạ. Đo âm dương của nó mình thấy chập đấy nên mình mới bảo nó bị chập mà. Thì đây nhá, nó sẽ đi đến đây, dương 18V đến đây rồi này, nó sẽ đi qua cái dây di này nhá. Đi qua cái dây di này nó sẽ tới cái chân vị trí này nhá.
Tiếp tục này, cái dương 5V đến đây này, nó sẽ đi qua dây gì nó đến đây và nó sẽ tới cái chân này các bạn nhá. Như vậy là đây là chân VCC, còn đây là chân GND. Thì với dòng IC 74, dòng họ này 74 này thì là chân cao nhất của nó luôn là chân VCC. Tí nữa mình tra cho chúng ta, ngày xưa mình vẫn nhớ mà. Thì đây nhá, nhìn cái main bên này nhá. Đó, nhìn cái main bên này rồi thì như này nhá. Đây cái main này chúng ta sẽ nhìn rõ này. Dương 18V tới đây này, đó, đi qua cây dây gì đi sang đến đây. Các bạn nhá, thì chúng ta sẽ đếm đếm này, 1 2 3 4 5 6 là vào chân số 7 rồi. Đáng lẽ nó phải vào đợt chân này là vào chân số 14, bởi vì tại sao? Là nếu mà zin bản mà mình mà tháo ra mà người thợ kia mà để ý thì biết là cái chân 1 là đang lắp ở đây chứ không phải như thế này. Chân 1 ở đây này. Thì chân 7 này là chân 7 ở đây thì nó chính là VCC đấy các bạn ạ. À, là GND đấy, bởi vì đào sao? Tại 5V này đi qua cái dây gì này sẽ tới cái chân này. Là chân số 7. Thì tiêm đưa tiếp theo ấy, tiếp tục tôi đến chân này là chân số cao nhất là 14, thì đó cái dây gì này là 18V đi vào. Thì chúng ta sẽ thấy này. Nếu mà lắp chuẩn mà hãng đang bán ra nhá, mà anh thợ trước chưa tháo ấy, thì là đây là chân số 14, còn đây là chân số 7. Thì 14 đó là chân VCC, còn 7 đó chính là chân GND. Nhưng hiện tại là người thợ kia họ tháo ra mà họ không để ý, họ lắp lại chân 1 ở đây. Thì như vậy đấy, chân 7 bây giờ là GND, còn chân 14, à chân 7 bây giờ đáng lẽ nó là chân GND nhưng nó nằm ở đây thì nó là chính là đang được cấp 18. Và chân này thì là chân VCC, do đó mà từ GND của IC nó luôn có một cái lộ trở rất nhỏ lên chân VCC nhá. Chúng ta đo các IC chúng ta sẽ thế. Do đó mà cái nguồn 18V ở đây này nó đi qua một cái lộ trở nhỏ là đi vào đây và đi sang đường 5V. Đó, ngược quay trở lại làm chết sừ con mờ su ở dưới, chết sừ con mờ su dưới, bởi vì ấy, mình có cắm vào ấy thì lúc mình chưa cắm, các bạn để ý lúc mình chưa cắm ấy thì nghe tiếng tít đấy. Không, khi mình cắm vào ấy thì nó không nghe tiếng tít, bởi vì lúc đấy là cái nguồn 5V nó lên đến tận 10V luôn. Các bạn ạ, mình đo 10V luôn. Mình có rút ra thì mình cắm thấy nó kêu bé. Mình rút ra không cắm này nữa thì thấy nó kêu bé. Không, sau đó mình đo đi đo lại thì nó không còn kêu gì nữa, thế nào mình cắm lại cái này để mình đo lạc trên này. Thì mình cắm lại thì là nó đo trên con chân, trên con đường 5V tại chân ao 7805 ấy là mình đo được tận 10V. Thế là con vi xử lý nó không còn kêu ca gì nữa cả. Nên là nó chết các bạn ạ. Đây là mình đang vào dataset của con 74HC164 nhá, mình vào trang web của Philips luôn, chuẩn được Philips luôn nhá, và chúng ta sẽ nhìn này. Chân 7 là GND, chân 14 là chân VCC. Nên cái sai ở đây ấy, đó là nhà sản xuất in sai là một, và cái sai thứ hai là người thợ họ đã làm theo, khi họ tháo ra họ đã làm theo cái in sai của nhà sản xuất. Do đó dẫn tới là 18V đang cấp vào chân GND, đi ngược nội trở rất nhỏ đi sang chân đây các bạn nhé, đi sang chân VCC và đi chính là đi về chân 5V đấy. Thế là 18V nó đã đổ một cái nội trở rất nhỏ đi sang đường 5V, do đó 5V nó dâng cao lên và nó chết tòi vì xử lý các bạn ạ. Nhưng mình cũng không hiểu, hay là do mình thấy cáp thì rất là chuẩn, chân này đến chân kia song song nhau chứ không lệch nữa gì cả, và mình thấy cáp rất ok. Nhưng mình thấy là trong cái VCC của con IC dòng Philips này thì mắc nó chỉ là 7V thôi, mà tại sao nó lại cấp được tận 12V? Đó, mình cũng không hiểu cái vấn đề này. Rất tiếc là bác ấy đã lấy mất mạch về rồi nên mình không làm ăn gì được nữa. Tóm lại như vậy là chúng ta sẽ thấy là do bác thợ, bác ấy lắp xa, bác lắp ngược lại dẫn tới là chân 1 ở đây này. Và cái VCC nó đã cấp vào chân 7 thì làm cho nó chính là vào chân GND của con IC ấy, và nó sẽ từ cái chân GND đấy nó sẽ đi ngược trở lại sang cái chân này nha mọi người nhá, là cái chân cao nhất này là về chân GND của nó, và tức là về chân 5V đấy. Do đó cái nguồn 5V nó dâng cao quá, mấy con mờ su vỉ mặt ở dưới, công suất đây này thì nó chỉ chạy tầm 5V đến 6 đến 7V là nó chịu được thôi, nhưng lên đến 10V hoặc cao hơn ấy, thế là nó chết. Nó chết mặc dù là con 7805 không chết. Tóm lại khi mình bị như thế, mình đó rút nó ra thì mình đo nguồn ra vẫn ok, 5V vẫn chuẩn, nhưng mà nó kêu tiếng nghẹt, tiếng kêu của loa bị nghẹt. Sau đó là mình có tháo con IC này ra này, mình chưa tìm được con IC, mình có tháo nó ra, thì mình cắm lại thì nó kêu được, nhưng mình bấm thì là nó không có nhận được được bàn phím luôn. Sau đó mình lại lắp lại IC
Và lắp IC mình cắm thì nó cũng tịt, sau đó mình đo đo đạc đạc mình thấy mới phát hiện ra là cái nguồn 5V nó đo nó lên đến tận 10V. Và xuống lúc đấy thì thôi IC chết to rồi, thế là mình mới vào data set mình soi thì mình mới phát hiện ra được cái lỗi tiềm ẩn đó chính là hai lần sai là bằng một lần chết nhá. Nhà sản xuất inside nhá. Sau đó là đến lỗi đến tiếp theo ấy là cái người thợ trước hoặc người nào trước ấy họ lại lắp sai một lần nữa, thế là hai cái sai là một lần chết vì xử lý. Đấy, nếu mà không sửa được cái khối nguồn kia ấy, thì có khả năng là IV xử lý không chết đâu. Nhưng khi sửa được nguồn rồi, có 18V ra rồi nên dẫn tới nó bị sốc điện đấy. Qua đây chúng ta sẽ thấy nhá, sửa chữa nhá, nó có những cái rủi ro mà mình không thể đoán trước được các bạn ạ. Khi làm mình mới vấp ngã là mình mới biết được các bạn ạ. Và chúng ta sẽ thấy là cái nguồn này nó lại cấp theo cái kiểu củ chuối như vậy. Nên để xe có sẽ có dịp mình sẽ gặp những con bếp mà nó chạy con IC74HC164 này, mình xem tham khảo, nó chỉ là đồi cổ như nó thế thôi, để tham khảo xem nó có chạy đúng là 5V không hay nó chạy 12V theo kiểu như này. Mình thấy lạ, trong cái data set thì nó lại chỉ ăn nguồn có 7V là cao nhất thôi, mắc này này. Mà tại sao mà nó lại đang chạy 12V, vô lý kinh khủng luôn. Thế mới tài, rất tiếc là bác ấy đã lấy mất rồi nên mình không làm ăn gì nữa, chứ không thì mình sẽ cho chúng ta sẽ hiểu rõ hơn khi mình nhìn trực tiếp trên mạch nhá. Tóm lại là mình cũng sẽ kết thúc video, và cái video này cho mọi người tham khảo là sửa chữa. Và chúng ta qua đây chúng ta sẽ thấy có những cái thiết kế rất rắc rối, và khi chúng ta làm thực tế chúng ta mới vỡ ra được các bạn ạ. Thôi chào mọi người nhá.